sự diệu kỳ của chiếc túi nylon và cách chăm sóc mầm ruối khi mầm đã bật. Đó chính là câu hỏi và cũng là câu trả lời tại sao giờ em ra sao. YouTube cây cảnh Phục Quảng xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn. Vâng, thưa các bạn, có những cái điều mà nó rất là kỳ diệu, mặc dù nó rất đơn giản, nhưng chúng ta phải trải qua thì chúng ta cũng mới nắm bắt được và chúng ta mới biết được. Trên YouTube cái cảnh Phục Quảng thì có rất nhiều nội dung. Tôi đã giới thiệu với các bạn về cái cách thức ươm ủ phôi ruối và cái cách thức ủ như thế nào để chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất và quan trọng nhất, đó là cái phôi ruối được sống. Thế thì vậy thì hôm nay thì đây là hai cái phôi ruối mà tôi đã trao đổi với các bạn, và hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi kiểm tra xem với cái cách thức đó là dùng túi bóng ủ kín hay là dùng thùng xốp như này ủ kín để tạo ra một cái khoảng không gian nó tĩnh nhất, hay nói cách khác là một cái điều kiện ổn định nhất cho cây, thì cây đã phát triển như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ bàn nó là phát triển được như thế nào. Vậy thì mời các bạn cùng đến với một cái phôi. Phôi này là phôi tôi trồng trực tiếp các bạn nhé, trồng trực tiếp, và phôi này là tôi ủ, còn phôi này là trồng trực tiếp. Thì để xem với cái điều kiện kín như thế này, hay nói khác là cái điều kiện không khí tốt nhất tạo ra cho nó, thì tốc độ phát triển của hai cái phôi này như thế nào. Một phôi là trồng trực tiếp, một phôi là tôi ủ. Vâng, xin mời các bạn đến với cái phôi thứ nhất. Các bạn có thể nhìn thấy lượng nước rất nhiều, tức là cái khoảng không nó rất kín và nó có những cái điều kiện thuận lợi cho cây phát triển. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây là toàn bộ hệ thống mầm đã mọc, phải không ạ? Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Như vậy là với cái điều kiện như thế này là cây phát rất tốt, phải không các bạn? À, như thế này là đạt yêu cầu rồi. Và ở đây thì các bạn có thể thấy này, đây là toàn bộ đất, phải không ạ? Đây là toàn bộ đất mà như tôi đã giới thiệu với các bạn, đó là tôi ươm ủ trực tiếp. Còn đây thì các bạn có thể thấy đó là những cái phần của chấu lúa thóc lép đã lên. Còn ở đây là tất cả những cái phần mầm. À, đây. À, các bạn có thể nhìn thấy những cái rễ sống rất ổn định, và đặc biệt là đây là toàn bộ hệ thống mầm đang mọc. Như vậy đối với một cái phôi trồng trực tiếp như thế này là bảo đảm hoàn toàn đúng đủ tốt về mặt kỹ thuật. Các bạn có thể thấy các cái mầm đang bật lên rất khỏe, các vị trí mầm bật lên rất khỏe. Như vậy là đến thời điểm này thì chúng ta lại phải có một cái cách xử lý khác, đó là không được để thừa nước ở trong này. Hay nói một khác là như vừa rồi tôi vừa mở ra thì các bạn có thể thấy là phần nước nó rớt xuống từ cái nắp này, đúng không? Nếu như chúng ta để thừa nhiều nước thì sẽ sinh ra việc bị thối các cái đầu này. Rất nhiều bạn hỏi là tại sao bị thối đầu. Nó thừa nước nên nó sẽ bị thối. Cho nên là đối với hiện tượng như này thì chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta đặt bỏ hỏng như thế này. Để làm gì? Để ngoài việc chúng ta đã xử lý cái việc thoát nước thì chúng ta tiếp tục cho nước được bốc hơi từ toàn bộ hệ thống thân. Bao giờ cho các cái đầu này, thân này được khô khắn thì chúng ta lại úp trả cái nắp này vào. Hoặc nếu như thời tiết lạnh giá thì chúng ta đậy nắp lại. Đây là một cái phôi ruối thứ hai mà tôi ủ, cũng lại được giới thiệu với các bạn. Thế thì trước hết là các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái hệ thống hơi nước ở bên trong. Như vậy là đối với lại cái vấn đề là ủ kín và tạo ra một cái khoảng không đối với phôi ruối này là rất tốt. Vậy thì cũng trong thời điểm đó, bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem phôi nó như thế nào. Xin mời các bạn cùng theo dõi một lượt.
Vâng, xin mời các bạn cùng theo dõi cái phần thứ nhất là cái phần đỉnh trên. Thì hiện tại ngay bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là các cái điểm mầm cũng đang phát rất tốt. Đây là các điểm mầm đang phát các bạn nhé. Các bạn có thể thấy rất rõ. Đặc biệt các cái điểm thân đang phát rất tốt ạ. Và như vậy để nói là nếu như chúng ta xử lý đúng kỹ thuật thì không bao giờ lo là phôi sẽ bị chết. Ở đây sẽ có bạn hỏi và tại sao nó bị chết như này phải không các bạn? Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái điểm cắt xuống đây. Và nó sẽ phát sau thôi, nhưng hiện tại thì nó chưa phát lên được vì lý do đây là những cái điểm mà đã bị hỏng mất rồi các bạn nhé, bị hỏng mất rồi. Mà lúc tôi ra mổ là tôi rất tiếc và cũng mong muốn là nó có thể lên được một vài cái phần mầm chỗ này, nên là tôi cứ để. Hiện tại bây giờ thì cũng không cần thiết vì các bạn có thể thấy nhận thấy là ngay bên cạnh ở đây, đây chính là một điểm đã bật mầm đó. Thế thì đấy là những cái mà thứ nhất là về cái mặt phần đỉnh của cây này. Vậy thì phần dưới này phát triển như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiếp. Vâng, đây là cái phần ở phía dưới các bạn nhé. Phần ở phía dưới. Và này là một cái phần mà nó trô hẳn ra ngoài. Đúng không ạ? Nó chỉ có cái hệ thống rễ không thôi. Thế nhưng mà tôi đã xử lý bằng cách là tôi dùng cái rẻ này tôi quấn mà. Tôi quấn kín và sau đó tôi ủ một lớp ni lông ở ngoài. Thế thì các bạn có thể theo dõi là đây là toàn bộ cái hiện tại thực tế của nó. Đây các bạn có thể thấy là một đoạn như thế này, và ở đây là cát và sơ dừa phải không ạ, và đây là phần kết quả, hay nói cách khác là các mầm bắn đang lên rất là tốt. Đây là những cái mà các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp và hiện tại là tôi đang quay trực tiếp với các bạn. Vậy thì như thế này thì tôi nghĩ rằng đó là một cái kết quả rất tốt, và đặc biệt đến giờ phút này thì vẫn như giới thiệu với các bạn, đó là việc mà chúng ta phải bảo đảm được cái độ ẩm hợp lý của cây thì chúng ta sẽ có được một cái phôi hoàn thiện. Đấy, các bạn có thể theo dõi. Thì đó là một trong những cái mà tiếp tục được giới thiệu với các bạn. Vâng, thưa các bạn, đó là toàn bộ những cái cây phôi mà tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Thế thì có bạn sẽ hỏi là thích đối với một cái cây mà nó đang suy hoặc nó đang trong cái quá trình phát triển thì nó có tác dụng như thế nào? Đấy, các bạn có thể theo dõi một vòng. Đúng không? Đây cũng là một cái rất kín đó. Thì mời các bạn cùng tôi kiểm tra xem sự kỳ diệu hay nó khác là tác dụng của cái túi ni lông này như thế nào. Vâng, các bạn có thể theo dõi. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, các bạn có thể nhận thấy là các cái lộc lá màu xanh đang phát triển rất tốt, màu lá phát rất tốt, đúng không ạ? Và đây là một cái cây mà nó bị suy trong cái thời tiết giá lạnh, và tôi đã chỉnh sửa và xử lý bằng cách sử dụng cái túi ni lông để bó kín lại, tạo ra một cái không gian ổn định cho cây phát triển. Thì đây là cái tác dụng mà để trả lời các bạn. Đó, và như thế này thì chắc là đến giờ phút này thời tiết nó đã ấm áp lên rồi thì chúng ta bỏ túi ni lông ra thì cây phát triển khá là hoàn thiện. Đó, như vậy là đây là một trong những cái mà thuộc về những cái kinh nghiệm và kiến thức đã được học tập, thì xin được chia sẻ, trao đổi lại với các bạn. Và đương nhiên thì chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều ở những cái video clip khác về những cái vấn đề liên quan tới cây ruồi. Và cũng rất mong
Sự đóng góp của các bạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cho kênh Cây Cảnh Phủ Quảng phát triển và được tổng hợp tất cả các cái kinh nghiệm về ruối và phôi ruối để truyền tải cũng như được giới thiệu với đông đảo các bạn yêu thích bonsai, đặc biệt là dòng cây ruối, và để cùng nhau hoàn thiện những tác phẩm mình cảm thấy yêu thích. Trân trọng cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Cây Cảnh Phủ Quảng. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, chúc các bạn đầu năm xuân mới vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Trân trọng cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Cây Cảnh Phủ Quảng. Trân trọng cảm ơn các bạn.